Đấy à. Nó phải bà cơ. Chị Kim ơi. Đây là hai bác này là thế nào? Em ơi, đây bà lớn đấy là bà chị cả của anh Tỉnh. À. Còn bà này là cũng là bà chị của anh Tỉnh, thế nhưng mà bà ấy ở bên Đức bà mới về một tuần đấy. À, bà ở Đức mới về đấy hả? Ngày xưa thì cũng đã lấy một ông ở bên đấy, ở đây, nhưng mà đến lúc là về đây một thời gian rồi thì anh chị về lục tục với nhau, thế là thôi ông kêu đi lấy vợ mới. À. Chị đi. Chị bây giờ mình ra đây để cho bà, để cho bà đất không, đi vòng bên này, nó vòng luôn đi, đỡ phải vòng. Bánh đất bán đất là nhà anh Tỉnh như thế. Không, nhà anh Tỉnh chỗ này em đã chơi ở chỗ này. Nhà anh Tỉnh đây không? Đúng rồi. Không. Yeah. Đây không phải đất nhà anh Tỉnh. Yeah. Ừ. Này có lối ra hả? Có chứ. Ra hết. Yên tâm, ra hết. Có ra không? Được mà, đi cả vòng này, được hết. Đây rồi, đây là sau vòng đằng kia. Đây nó là cái khu gì? Chỗ này là khu... em ơi, nhà chị Đạt ở chỗ quãng đây, xong rồi chị ngăn làm đôi. Khu này là khu mả chói. Ờ, nó khôi quay ra hồ. Đấy, cái đường này đi được chứ hả? Đây. Nó lại vòng ra cái chỗ lúc nãy gửi xe ấy. Đây, vòng cái chỗ lúc nãy gửi xe. Đây, nhà chị Đạt ở góc ở chỗ này đây này. Còn nửa nhà chỗ này chị ngăn ra, chị làm đôi. Quay đây. Vâng. Khu này khu mả chói. Bây giờ nó thay đổi hết rồi. Ngoan nhỉ, chị bé ngoan thế. Đây, chị Đà chị mua khu nó trên này này à? Ờ, tí nữa chị cho chỉ cho cái nhà ngoài nhà chị, xong chị ngăn đôi một nửa nó quay mặt đằng này em ạ. Xong chị lớn theo mặt nó vừa đây này, vừa ta đi qua chỗ khu nhà chị ơi. Nó là Sơn Trung nhỉ? Sơn Trung nhỉ? Không, Sơn Trung ở đây. Đi vòng quanh nhà nhiều thế nhỉ? Xa thế. Không vấn đề. Chứ đi vào đây bây giờ như thế là và vào đi. Ở này là cái hồ đấy. Nó thấy xe nó chạy trước. Tốt. Cái này ai nhà ai mà ở cái này đẹp thế này. Này. Bác. Đẹp chưa? Đằng trước đây hoa cái thứ đẹp chưa? Chắc cái đoạn này là cũng đoạn lấn hồ. Vâng. Dạ. Đây đi là đi để tìm hiểu đường trên rồi, cho nên nó có một cái xe. À, nói với mình sẽ phải nhường nhau thế nào thôi. Đây. Quay đầu chỗ này. Ừ? Rồi, nó vào. Đây chỗ này, chỗ này quay đầu đi. Quay đầu đi. Nó có vẻ là nhường mình tốt hơn mình. Tinh tế hơn mình thật đấy. Đây, nó chỗ này nó nhìn thấy chỗ rộng hơn. Đấy, đúng rồi. Taxi. Nó vào được là chứng tỏ là mình sẽ đi ra được. Mình sẽ có đường. Không nghĩ trong này có cái hồ to thế nhỉ? Ừ. Hình như đường cụt xong đấy mà. Cụt đâu? Vòng xa nhỉ? Hình như cụt rồi. Cụt đâu? Cái xe kia nó chẳng cách nào. Cái xe kia nó... xe kia nó vào được tận đây cơ mà nhỉ? Dạ. Nó chở từ nó quay ra đấy chứ. Cụt thôi. Cụt thôi, cụt thôi, cụt thôi, cụt thôi, cụt thôi. Có vẻ như cụt thôi. À, nó cái xe ra tay trái. Đấy, nó lại có thể đi được quanh hồ. Quanh thế này. Thôi, mình đi một chuyến cũng hay. Chuyến hay chứ nhỉ? Tham quan. Đấy chính ở Nam Định mà mình còn không biết ấy. Không, Nam Định này biết cái đường ấy này chứ. Không, mà mở nó vào rồi đấy, mà nó đường khác, đường đó. Chưa bao giờ vào đây mà ngay giữa Nam Định. Thật. Nào, ít tỏi, bánh tỏi thì người ta thấy. Này, ông cũng không bình thường. Ông làm người đấy, lơ lơ đấy. Thế là mình phải tránh. Chị cho hỏi đường này ô tô có ra được không ạ? Đó, đi vòng lưới này ra luôn ạ. Vòng rẽ phải ạ? Vâng, phải luôn. Vâng, cảm ơn chị nhé. Vâng. Lại vào nhà hàng, nhà nghỉ ở đây là chết đi nha. Đây này, nếu đây có một cái đường bao này. Mình lại đi vòng đằng kia rồi mình lại vòng lại một đường nữa. Đúng rồi, đi thẳng đứng kia là chắc cục rồi. Không, đây, mình đi kia mình lại vòng một vòng nữa chứ. Bóng gì đây? Cầu lông này. Chắc là cầu lông này là Tên Lít. Ven hồ. Đấy, có vẻ đấy. Có đường lên xã chủ nghĩa rồi đấy.
nhìn cái gì mà nó chui ra được là đường lên xã hội chủ nghĩa ấy, chị Kim ạ. Bây giờ phải đi. Bây giờ đến cái chỗ này là đấy rồi. Có vẻ phố nào đây này? À là Trần Nhân Tông rồi. Trần Nhân Tông đây rồi. Ra phải đi. Ra trái đi, ra trái. Trái là về nhà. Trái á. Vâng. Trái là phải qua cái xăng dầu đấy hả? Là về nhà đấy. Đúng rồi, trái. Rồi, ra đây thì nhận ra rồi. Chứng tỏ bên trong cũng nhiều nhà nhỉ. Đấy, và dân ở đâu mà đông thế là phải. Mày quá, khỏi cái bà ấy, chừng có mình đi thẳng mình làm một vòng nữa cái hồ nó chết đùa. Yeah. Vào kia mình hút chỗ quay đầu thì chết. Không, sẽ quay một vòng rồi lại lại vào cái đường đấy. Lại vào cái đường đấy mà xem. Có bị bế được nó đi. Thế à? Gào nó khóc gọi xuống, gào khóc lấy điện thoại bật ra nó gào lên. Thế à? Nó bế xuống thì bà bắt đầu biết gật. Bế vào tay, một chiếu tay, để lại đít vào cái ô tô, vào ô tô rồi đi. Hôm nay có vẻ có ngày tốt thì sao nhiều đám cưới nhỉ? Vâng. Chứ cầu treo rất đẹp đấy. Cầu treo của Nam Định ngày xưa là nổi tiếng. Nó bỏ mất. Làm cầu treo là cầu treo là cầu treo. Đúng rồi, ngày xưa có cầu treo rất nổi tiếng. Rẽ trái em ạ. Vâng. Hình như là nó đường đường đâu đây này, nó chạy thẳng lên cầu treo. Đúng rồi đây ạ. Đây đường này đúng không? Vâng, là cầu treo. Đấy, đúng rồi. Ngã tư trên này là chân cầu. Đúng rồi. Nhưng mà tại sao lại không khôi phục được nhỉ? Còn cầu đi mất. Cầu cũ ạ? Vâng. Cầu cũ lắm nhỉ? Cũ lắm à? Chính cái cầu đó là... Nó mới đẹp. Ừ, nó đặc biệt, nó có hai cái trụ lớn lắm rồi. Treo cái dây. Sao mình qua nhà chị Lan Ấm nhỉ? Vâng, chung là em thấy lên chị Lan Ấm biết rồi gì ạ? Vâng, có thể là... sẽ hỏi thêm một tí là sẽ đi. Vì cái nhà đấy em đến rồi. Em có số anh Thành nhà, có em điện cho anh Thành tí nhá. Vâng, anh Thành ở đâu? Anh ở trên Hà Nội cơ em ạ. À, anh ở trên Hà Nội rồi. 17 là anh về. Thế xong là chị bảo rồi anh đi luôn từ đây đi. 18 là đi ở đây đi. Nhưng mà em cứ nói qua mời luôn anh chị luôn. Thế thì phải cho em xin cái số điện thoại anh Thành. Có rồi đây, có số cháu nữa, chat cho chú ấy thấy. Không có số anh Thành. Đó. Đó, em tra thì có đây mà. Thôi được rồi, không sao đâu, không vấn đề gì. Có đấy, lên chỗ này đi ạ. Đây không tin đấy chị. Ok rồi, cảm ơn em nhá. Đây, xin vào vào. Chào nhá. Chào nhá. Đây bà chị chồng cả, chị đang đi kìa. Đây là vừa đây đây đấy, đấy nào là trơn. Em ơi chị, nhà chị có trơn một nào nồm mà ngã què mất mấy năm nay. Đấy, bà chị cả đấy. Em nhớ chị này rồi. Ừ. Em đã gặp ở đâu một lần rồi. Dỗ chắc dỗ bà Phương, bà B. Ừ. Bây giờ các anh các chị già nhiều nhỉ? Đấy. Mình chắc cũng già rồi. Trời trẻ lắm. Trẻ lắm. Trời lắm. Nhìn được các chị.